Xin chào các bạn. Hôm nay Hasaha lại tiếp tục gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thì lần này Hasaha sẽ giới thiệu đến các bạn một món ăn liên quan đến quả óc chó vô cùng thơm ngon mà lại tốt cho sức khỏe. Đó chính là món thịt gà xào với quả óc chó. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thực hiện món ăn này nhé. Đầu tiên để chế biến món ăn này, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau. Thứ nhất đó chính là 50g nhân quả óc chó Mỹ vàng như thế này các bạn nhé. Các bạn nhớ chúng ta hãy lựa chọn những nhân óc chó mới ngon để món ăn của chúng ta được thơm ngon hơn nhé. Tiếp theo đó chính là 300g ức gà đã được mình sơ chế và cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn như thế này các bạn nhé. Tiếp theo đó chính là một củ hành tây chúng ta sắt hạt lựu. Tiếp theo đó chính là 150g đậu Hà Lan. Tiếp theo đó là một củ cà rốt chúng ta cũng thái hạt lựu như thế này. Tiếp theo đó chính là dầu ăn. Này là hành lá chúng ta đã sắt nhỏ các bạn nhé. Tiếp theo đó chính là hành tím chúng ta đã băm nhỏ. Tiếp theo nữa đó chính là nước tương. Này là dầu mè. Tiếp theo nữa đó chính là 2 muỗng canh mật ong. Và cuối cùng đó chính là muối tiêu các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện món ăn này các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ ướp cái gà này các bạn nhé. Chúng ta sẽ ướp gà cùng với một chút muối tiêu các bạn ạ. Chúng ta ướp gà với muối tiêu để cho cái gà của chúng ta sẽ đậm đà hơn các bạn nhé. Các bạn nhớ đảo cho thật đều để cho gà thấm gia vị muối tiêu các bạn nhé. Chúng ta sẽ ướp gà cho gà thấm trong thời gian khoảng cỡ 10 phút cho tới 15 phút. Sau đó chúng ta hãy đem đi chế biến, đi xào nấu các bạn nhé. Các bạn đảo cho gà thật đều lên là được các bạn ạ. Rồi bây giờ mình đã trộn đều cái gà này cùng với lại muối tiêu rồi. Bây giờ mình sẽ để cái hỗn hợp này trong vòng khoảng cỡ 10 phút tới 15 phút nhé. Trong thời gian chờ đợi á, cho thịt gà ngấm, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành rán quả óc chó các bạn nhé. Mình sẽ bật bếp lên. Chúng ta sẽ cho cái dầu ăn vào trước các bạn nhé. Cho một ít dầu ăn vào. Chúng ta cho lượng ít thôi, không cần nhiều đâu các bạn ạ. Sau đó lát nữa chúng ta sẽ cho óc chó vào và chúng ta sẽ rán các bạn nhé. Đợi cho dầu nóng lên đã. Bây giờ sau khi chúng ta đã thấy dầu nó sôi lên như này này, đũa sủi tăm á, thì tức là dầu đã sôi, thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành cho quả óc chó và chúng ta sẽ rán lên các bạn nhé. Chúng ta rán quả óc chó sao cho quả óc chó vàng giòn thì chúng ta sẽ lấy ra các bạn nhé. Đây là dĩa nhân óc chó sau khi mình đã rán vàng xong các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ tận dụng cái phần dầu ban nãy còn dư á. Chúng ta sẽ tiến hành chúng ta xào cái gà này lên các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bật bếp lên. Mình đợi cho dầu nóng lại, sau đó mình sẽ... Bây giờ thì dầu đã nóng, chúng ta sẽ tiến hành cho hành tím đã băm này vào, chúng ta sẽ phi cho thơm các bạn nhé. Sau khi chúng ta thấy là hành đã thơm rồi, các bạn sẽ cho gà vào xào nhé. Chúng ta tiến hành xào gà cho khi nào mà gà săn lại rồi chúng ta hãy cho các cái rau còn lại vào các bạn nhé. Chúng ta xào đến khi gà chín thì chúng ta sẽ cho các cái rau kia vào. Sau khi các bạn thấy chúng ta xào gà đã gần chín tới như thế này các bạn này, thì chúng ta sẽ tiến hành cho các cái loại rau củ lại còn lại vào các bạn nhé. Tiên chúng ta sẽ cho hành tây sắt hạt lựu vào, chúng ta xào. Tiếp theo chúng ta sẽ cho cà rốt vào.
Và cuối cùng chúng ta sẽ cho đậu Hà Lan vào. Bây giờ món ăn của chúng ta rất nhiều màu sắc, rất là đẹp và hấp dẫn rồi các bạn nhé. Chúng ta xào thêm một chút nữa là chúng ta sẽ cho các cái gia vị còn lại vào các bạn nhé. Ở nhà chúng ta thay thế những cái món ăn hàng ngày, chúng ta có thể chế biến món này cùng với quả óc chó, ăn sẽ vừa tốt cho sức khỏe, vừa lạ miệng, lại thơm ngon, bổ dưỡng nữa các bạn nhé. Ở nhà các bạn nếu mà có em bé mà chúng ta em bé lười ăn quả óc chó thì các bạn cũng có thể chế biến món ăn này, thì bé sẽ ăn quả óc chó được dễ hơn và ăn nhiều hơn và ăn sẽ ngon miệng hơn các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ cho phần nhân óc chó vào. Mình đảo lên. Bây giờ mình sẽ cho các cái phần gia vị còn lại vào các bạn nhé. Mình sẽ cho nước tương. Mình sẽ cho dầu mè vào. Và mình sẽ cho mật ong vào. Tất cả các gia vị hòa quyện lẫn nhau, món ăn của chúng ta sẽ có những vị rất là ngon và hấp dẫn, vừa có một chút mặn mặn, có một chút ngọt ngọt và có một chút bùi của quả óc chó cùng với thịt gà nữa các bạn ạ. Đây là một món ăn vô cùng thơm ngon bổ dưỡng, hòa quyện giữa vị ngọt này, một chút vị ngọt, một chút vị mặn này, một chút vị bùi của quả óc chó này và vị thơm ngon của thịt gà nữa. Đây là một món ăn chúng ta có thể dùng hàng ngày để thay đổi khẩu vị của gia đình mình, vừa tốt cho sức khỏe mà ăn lại ngon nữa các bạn ạ. Bây giờ sau khi chúng ta đã xào được khoảng cỡ 2 đến 3 phút xào rau này thì cái hỗn hợp này của chúng ta đã chín rồi. Chúng ta sẽ cho nốt phần hành còn lại vào. Hành lá chúng ta đã cắt sẵn đó bạn. Và chúng ta sẽ đảo nó lên một chút nữa là chúng ta tắt bếp, chúng ta sẽ dọn món ăn ra các bạn nhé. Tùy theo khẩu vị của gia đình bạn mà bạn có thể nêm lại một chút, là nếu mà các bạn thích đậm đà hơn một chút, còn mình thì mình muốn ăn vừa phải thôi, không ăn quá mặn thì sẽ không có tốt cho sức khỏe. Nên là với cái liều lượng như thế này thì là món ăn sẽ là vừa phải, không quá mặn hoặc không quá nhạt các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp và dọn món ăn ra các bạn nhé. Vậy là mình đã thực hiện xong món thịt gà xào quả óc chó rồi, và bây giờ mình sẽ tận hưởng cái thành quả của mình sau khi mình đã thực hiện xong món này nhé. Đây là một cái dĩa thịt gà xào quả óc chó đã làm xong, thật là nhìn thật là đẹp với rất nhiều màu sắc khác nhau các bạn ạ. Nhìn đã thấy thơm ngon hấp dẫn rồi, còn bây giờ mình sẽ thực hiện thử, mình ăn xem là mùi vị của nó như thế nào các bạn nhé. Mình sẽ thử với một quả óc chó này, một miếng gà này, một chút cà rốt này, một chút đậu này, đậu Hà Lan đó các bạn ạ. À, bây giờ mình sẽ tiến hành mình ăn thử xem như thế nào nhé.
Sau khi mình đã ăn xong thử rồi các bạn, mình thấy thật sự là từ hôm bữa tới giờ mình chế biến các món ăn á, thì đây là một trong những món ăn mình ưng ý nhất đó các bạn ạ. À. Bởi vì mình ăn mình cảm thấy có cái vị là nó vừa giòn này, vừa ngọt từ rau củ này, và vừa thơm bùi của thịt gà này, cũng như là cái độ giòn của óc chó, và rất là thơm và bùi của óc chó nữa các bạn ạ. À. Món ăn này á, thì rất là vừa vặn, rất là thơm ngon, bổ dưỡng. Chắc chắn nếu các bạn làm món này ở nhà á, thì không những là các thành viên trong gia đình thích mà các em nhỏ cũng rất là thích món này đó các bạn ạ. À. Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong món thịt gà xào quả óc chó thật là thơm ngon rồi nhé. À, nếu các bạn còn những câu hỏi nào thắc mắc thì các bạn có thể bình luận ngay bên dưới video này, hoặc có thể inbox trực tiếp qua fanpage, hoặc có thể liên hệ qua số điện thoại 0901 444 235, và các bạn có thể kết bạn Zalo qua số này. À, nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn có thể like, share và đừng quên đăng ký kênh Hát Sa Ha để chúng ta có thể nhận được những video hữu ích trong những lần tiếp theo các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.